đúng rồi. Biết rồi, lần này coi mấy kẹo nào mấy cái lần trước là đi. Còn cái thằng mà điện chặn anh á là nói thẳng ra. Phải biết nó điện vô máy tôi không biết sao. Anh vừa nhắc tên là tụi em nó cũng đã quay, tụi em đã gặp nó một lần, nó cũng đã về dưới kia, nó quay nó kêu cái giật kia á. Đừng cho nó quay nữa, nó không có tiền, nó chê người ta. Tôi đầu nói điện vô máy tôi nó không cho biết tên là lấy gì tôi biết. Đó. Nhưng mà em hỏi thẳng anh một câu vậy nè. Thằng Kiến nó quay nó có cho tiền không? Trên máy đi làm trước đó. Có thì không thôi. Có là... Quýnh á. Không cho lại. Đâu đó mà đi ăn xin đâu. Không có đâu. Tôi thấm mẹ vợ rồi. Có làm gì ngoài đây vậy? Có làm gì đâu, bà đi ra bà thăm cháu ngoại bà. Có làm gì ngoài đây nè, nó phụ ai ngoài đây nè. Phụ ai không? Không, không phụ ai đâu. Ngày nào cũng ra nằm vậy sao? Cho đó bà nằm, bà nói chuyện với thấm được. Nghe chơi ha. Chuyện tê khoảng mấy giờ mới trời về. Ai bà phụ đâu, bà phụ ai đâu. Thể cái tướng bà, không ai dám đâu. Ngay cái mướn đâu, bà bị tên đó. Có tôi thì tôi làm. Bây giờ mấy bữa nay ra chi quầy vậy Dũng? Ai biết đâu bán, bà muốn ra, ra muốn về, về thôi. Bán nó, bà có đi làm có không? Có, có. Nên là ra tại sáng chiều nằm vậy đó hả? Có ăn chật không? Ai biết, cái đó là tôi không biết. Dạ, Dũng mà ăn. Tôi, anh chật rồi tôi bỏ đi rồi, tôi không ở đó. Bà có tin tiền hả? Không biết, cái đó là tôi nói ra mất công đi làm, thôi đi. Nhưng mà xin, ví dụ xin thì Dũng cho. Tiền đó tôi cho chạy. Tiền tôi thấm thấm hả? Thấm cho, cho thôi ha. Ừ. Bà hỏi thấm đó, nó lắc đầu hoài đó. Hỏi tiền thấm hả? Xin thấm, thấm đâu cho. Ồ, vậy cái này mới biết luôn á. Nói ra tiền bạc, chứ không nói tình nghĩa. Thấm bà vợ là không vừa nói là không có nhận anh Dũng đó. Ừ, không vô là không nhận thôi. Hồi xưa, ủa, hồi xưa giờ ổng với anh Dũng làm đặt gì hả? Bị đâu hả? Ổng chưa định ổng hay là chưa định ra cặp cầu đó. Có thiệt. Đúng nha. Mà nhà tôi nhà nhỏ vậy ba là gì? Ông nói là anh Dũng sợ ông đó. Vậy đó nha, mười mấy năm chứ không ra một lần luôn. Không. Đó là cái chỗ tôi ở đó, anh biết của ai cho không? Ai cho? Cái đó là của chú vậy hẳn là ông già ông cắt cho tôi ở đó. Ông bên chữ thập đỏ luôn đó, mà còn chưa lòi mặt ra tiếp đó. Giờ ba vợ mà không lo gì hết. Không. Ủa lo được gì tôi đâu. Ông nói là ông hét cái là anh sợ liền. Hét sợ. Bởi vì có rượu á, nó nhịn đó. Ủa ông nhậu lắm. Kỳ gì trời. Anh Dũng không có biết nhậu hoặc rượu nữa mà không nhậu mỗi bữa luôn không? Tại vì tôi sợ là sợ bậy thôi. Chứ không sợ gì chứ. Nhỏ lớn không uống luôn nha. Không. Ban qua tôi buồn tôi mới uống thôi. Có thể lần đầu mấy chục năm nữa. Không, chuyện qua răng lên nói tới ngày Tết cho người ta uống đi, có gì đâu mà có ai đâu nói gì đâu. Đúng rồi, đâu ai nói đâu. Tại vậy rồi, nó lên nó kiếm tôi hoài rồi, tôi phải buồn trong lương tâm tôi thôi chứ. Giờ hỏi thì anh Dũng là ví dụ mà quậy mà anh em bắt tay lại được không? Không, tôi không thích đó. Không thể. Hồi nào giờ. Lúc đó là ba nó còn sống á, thì còn chơi với nó. Vì anh em hồi xưa cũng là như anh em kết nghĩa. Không, bây giờ không. Ý là xưa á. Không, không, mình ta nói trời mấy cái thằng đó không có cái lời gì tốt. Ủa trời. A few minutes later. Có thằng anh Đinh Túng là bài đầu trước nha. Là bài đầu trước là nó quay cho tôi nè, giả cái này giả kia tùm lum hết. Vậy hả? Nên đúng không? Phải. Cái đó anh em, anh nói thật không? Nói thiệt đó, Thanh Trúc là nó quay trước. Rồi nó kêu anh làm cái gì giả là sao? Giả đám cưới này nọ đó. Rồi, kêu anh Trúc á. Vậy đó hả? Kêu anh đám cưới nhà ông và ba trong á. Ôi trời ơi, kỳ vậy? Thanh Trúc á, nó bài trước. Toàn gì nữa nè, để đi với Tiến cơ bắp đó nữa nè. Gì mà tôi quên tên này trời. Cũng nhà này chợ này. Nên chút á. Rồi nó sao anh kể rõ ràng cái này là tụi em thật sự. Cái đợt trước đó, cái đợt mà đi với Nên chút, đi với cái anh gì đang chợ nè. Quên tên này trời. Đây đám cưới đồ rồi, cái bắt đầu thả tôi mé vào kinh mộc. Bắt đầu lại nói khơi. Chứ hả? Có đồng bạc nè. Thì vậy? Nói không? Bởi vì em nói với anh rồi. Cái những cái thành phần nào ở đây là em không có phân biệt đối xử với tất cả anh em nào hết. Lại quay anh rồi làm, anh Dũng nghĩ không? Anh em làm nghề YouTube thì nó thẳng ra là anh nào quay được cứ quay.
không có nào mà chơi xỏ nào hết. Chuyện ai để làm, anh quay chuyện của anh, em quay chuyện của em. Cái này là em không quan tâm, nhưng mà em nghe cái vấn đề là không lẽ anh anh nói đò đò hoài luôn đó thầy đó. Đập đấy. Nhưng mà một số người anh thấy không, người ta nói, người ta kích anh. Anh không cho này quay, không cho kia quay, nhưng mà những cái người đó giúp anh cái gì rồi? Còn có giúp tôi được cái gì chứ? Đúng Chiến, rồi. Ở đây là em không bên là Chiến, nhưng mà thằng Chiến á. Ừ anh ơi, hôm nay có anh này nè, anh có khăn, ừ, anh em xuống quay mấy anh có mạnh thường quân rồi giúp đỡ cho anh. Có cái tốt nữa. Mà thằng Chiến nó cũng có mạnh thường quân, nó cũng đã có cho tiền cái thống rồi, không phải là mà đúng rồi. Cứ để vô máy tôi rụ 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 á. Nhưng mà em á, chúng em mình, anh em mình thì mà tôi hỏi cái rồi. Tên, tôi hỏi cái tên, anh cho tôi biết tên đi. Tôi không cho biết luôn. Chứ thì anh em đâu đi làm nghề chung á, anh bản thân là rất thích, gặp nhau rất là vui đó, nhưng mà đừng có chơi xỏ anh em như vậy. Vâng, tại điện vô máy tôi nói vậy thôi. Thì là có nghĩa là cái người mà điện vô là dặn dò anh là người đó không có làm chung cái nghề không có làm chung nghề, mà tôi không biết ai nè, tôi hỏi tên luôn rồi nó xong cho tôi biết tên luôn, rồi lấy gì tôi biết, nó nằm ở phương trời dưới đất rồi tôi có biết đâu. Tại vì lấy Chiến nó tiếp xúc với nó thì nó nhắn cái nó rất là ok với anh em. Cái thằng gì đi, cái anh gì này đi chung với anh Chiến của Bắp đó, là quay một trận rồi là vô tới nhà ông già ba trống rồi nói chuyện tàu lao bất đế, không có đồng bạc rồi đi nắng gần chết luôn. Cái nào nữa anh gì đi hỏi Chiến của Bắp biết đi quay cho mấy trận rồi đó, giống giờ ba còn sống đó. Không Chiến, Chiến biết rồi. Thì tại vì anh biết mà, thì có kênh thì anh có mạnh thường quân, có kênh thì mình không đó, thì anh em mình ổn lại đó, quay giúp rồi đi vô tới trong kia tới chiều là không có bạc như vậy không. Vậy không cho anh Dũng tiền xăng gì trơn, rồi cũng mới có tiền xăng ha. Đó là tên chốt bài trước đó, mà bắt ma đó. Lại là ba hả? Ừ. Không, anh đó hồi nãy giờ em không biết. Em với anh đó thì hồi nãy giờ là chưa gặp mặt, cũng chưa từng gia chạm gì hết. Nhưng mà vấn đề của anh làm gì thì... mở máy lại đây, anh chú quay hằng quậy á. Không có cái thuốc qua có luôn hả? Ờ có, anh qua anh mở máy đó. Rồi sao? Nói lên. Anh quay lại đây, anh chú chẳng quậy đi sinh đó. Nó nuôi bé Thắm, sinh nuôi bé Thắm này, sinh nuôi sợ. Ngày bức xúc quá. Nói thiệt. Ngày quá bức xúc rồi. Anh cũng nóng rồi đó. Nào có, nó có chứ lấy. Nuôi quạo được chứ, tôi nuôi con nó được. Vì để Thắm lấy hình ảnh Thắm rồi đi sinh. Có mượn giả tạm đâu. Phúc Phương. Dạ. Nè.